Hôm nay chúng ta sẽ nói về kiểu tóc ngắn nhá, nói tóc dài khá nhiều rồi. Thì đó là kiểu Ivy League. Thì cuối năm ngoái anh cũng có đẻ rồi. Thì bạn nào mà có theo dõi anh đủ lâu thì cũng biết đúng không? Thì để nói về cái nguồn gốc của cái kiểu tóc này ấy, thì nó có từ những cái năm 2000 ấy. Anh em khi mà những bạn 9X đời đầu ấy xem những cái bộ phim Trái Tim Mùa Thu ấy, có cái diễn viên Gunbin ấy cũng đã đẻ kiểu tóc này rồi. Và trước đấy thì cũng có cái nhóm nhạc Westlife ấy, thì nhóm nhạc khá nổi tiếng. Cũng có một số thành viên đẻ kiểu tóc này rồi. Thì anh không biết là như thế nào, nhưng anh nghĩ là cái thời điểm đấy Hàn Quốc nó đang rộ lên cái làn sóng Hàn Quốc ấy, người ta đầu tư vào cái nền giải trí cũng như là cái làm mới làm đẹp những diễn viên khá nhiều, và người ta có thể là người ta đang copy những cái kiểu đầu đấy ở bên nước ngoài mang về. Thì anh em phải hiểu ấy, ngày xưa ấy và cái thân những cái thời điểm đấy, những nhóm nhạc ở bên nước ngoài người ta rất là hay đẻ những kiểu tóc dài, bởi vì cái tóc người ta rất là tơ, rất là mượt, người ta đẻ những kiểu tóc rẽ ngôi sai bát rất là đẹp luôn, và kể cả là những cái tóc ngắn. Thì đó, cái nguồn gốc của cái kiểu tóc này thì anh nghĩ là như thế. Còn khoảng tầm 3 năm trước thì có cái diễn viên Joa In của Hàn Quốc, anh ta đã để cái kiểu tóc này và anh ta đi chụp họp báo ra phim mắt phim mới gì đấy. Thì từ đó là cái kiểu tóc này nó dậy lên một cái làn sóng ở bên đấy, và rất là nhiều những anh em đã lựa chọn kiểu tóc ngắn như này. Thì đối với kiểu tóc này ấy, thì cái phần mái nó sẽ hơi dựng lên phần ở đằng trước trán như này này, giống như mình đi xe máy hay là những cái bọn trẻ con nó đi xe máy, cái mái nó hơi bị dựng dựng lên đấy, nhìn nó có một chút ngộ nghĩnh, nó mang hơi hướng sport. Xung quanh này anh em có thể là cắt ngắn, cắt sát hoặc là cắt xanh xanh tùy anh em. Đấy, thì đối với kiểu tóc này khi mà tạo kiểu ấy thì anh em làm mọi cái phần xung quanh nó gọn vào để lộ cái phần mái nó hơi dựng lên, nhất là cái phần đỉnh này anh em phải cho nó xẹp xẹp xuống để tạo cái khuôn đầu cho nó hơi vuông, để mà mình tạo kiểu cái phần mái cho nó dựng lên. Thì đối với kiểu tóc này anh em chỉ cần xì một chút nhiệt nóng ở đây thôi là anh em vuốt vuốt sáp xì gôm là nó có thể dựng lên rồi, nó rất là đơn giản, tạo kiểu tóc này cực kỳ đơn giản đấy. Hoặc là nếu như mà anh em là tóc cứng thì anh em có thể sử dụng ép sai ép vào đấy, sau đó để một lúc mà nó mái nó dựng lên mình chơi nó rất là giữ form, rất là lâu. Thì đối với kiểu tóc này khi anh em tạo kiểu thì thoảng anh em ví dụ như bạn nào trán cao hai bên này, anh em có thể để rủ rủ nó xuống một chút, phải phải nó xuống vài sợi đấy, ở giữa thì dựng dựng lên cho nó che bớt cái phần hai bên cao của mình đi, hoặc là phá cách một chút thì một bên dựng và một bên rủ xuống cũng được đấy. Thì trên đấy là cái kiểu tóc, anh nói về cái kiểu tóc này. Thì đối với kiểu tóc này, đối với những bạn nào mà mặt bé mà trán thấp hay là trán bình thường mà mặt bé thì để kiểu tóc này cực kỳ hợp, cực kỳ hợp luôn, nó làm cho khuôn mặt của các bạn ấy cảm giác là to, nó đỡ bị bé. Còn đối với những bạn nào mà mặt to mà vuông to quá thì không nên để kiểu tóc này nha, hoặc là bạn nào mà trán cao thì không nên để kiểu tóc này, nó sẽ không được hợp lắm. Thì đó là kiểu tóc, về kiểu tóc Ivy League. Thì đổ khoảng một năm trở về đây thì ở bên Việt Nam mình đang hot, rất là hot kiểu này, thì rất là nhiều anh em đã thử đấy. Thì trên đấy là một số những cái thông tin ít ỏi về cái kiểu tóc này, thì anh em cứ tham khảo thêm nhá. Cảm ơn anh em.